Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tiến hành kỳ họp thứ 19 kỳ họp chuyên đề để xem xét thảo luận quyết nghị 10 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều lĩnh vực như nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lần 11 điều chỉnh chủ trương đầu tư một dự án đầu tư công trên địa bàn và xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa chợ Chùa Hàng, chợ Cốc Bàng, chợ Đán, thành phố Thái Nguyên. Đây là nghị quyết đã được cử tri kiến nghị nhiều lần, mong muốn được đầu tư. Kỳ họp cũng đã xem xét thông qua nghị quyết phê duyệt các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố và thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.